Tối ngày mùng 1 tháng 6, tại nhà văn hóa xã Phú Đa, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị họp bàn về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của chi bộ thôn Đông, xã Phú Đa. Cùng dự về phía tỉnh có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo một số sở ngành. Về phía huyện Vĩnh Tường có các đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Đàm Hữu Khanh phó bí thư thường trực huyện ủy, Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Đa. Tại hội nghị, đồng chí bí thư chi bộ thôn Đông đã thông tin kết quả triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của thôn danh sách các hộ đăng ký mô hình phát triển kinh tế. Thôn Đông, xã Phú Đa là một trong bốn thôn của huyện Vĩnh Tường, được chọn thí điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của thôn, tri bộ thôn Đông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng đến ban công tác mặt trận thôn và tổ trưởng tổ liên gia, kiện toàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban phát triển thôn, ban hành nghị quyết tháng và nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp trong nhân dân triển khai đề án. Nghị quyết, kế hoạch liên quan các nhiệm vụ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, điều chỉnh bổ sung hương ước, ra mắt các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao của thôn, duy trì mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp trồng nhiều cây xanh và chậu cảnh trên các tuyến đường và xung quanh khu xây dựng thiết chế nhà văn hóa kiểu mẫu. Tại hội nghị, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đã quán triệt 14 tiêu chí triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, đề nghị đảng viên thôn đông tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các giải pháp triển khai thực hiện các tiêu chí liên quan tới quy hoạch và kiến trúc, việc hỗ trợ vay vốn, xây dựng kẻ lan can thủy vực, nâng cấp loa truyền thanh, điều kiện hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, vân vân. Trên tinh thần đóng góp xây dựng, các đại biểu đã nêu ý kiến về chuyển đổi mục đất nông nghiệp, cần có chế độ hỗ trợ kinh phí để bổ sung và nâng cấp các cụm loa. Hỗ trợ kinh phí làm lan can xung quanh thủy vực, xem xét giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch và kiến trúc. Cấp trên cần có hướng dẫn cụ thể quy trình để triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà và tiêu chí số về hạ tầng giao thông về tên, ký hiệu đường. Đề nghị tỉnh hỗ trợ vay vốn cho các hộ kinh doanh còn nhỏ để mở rộng sản xuất tạo nguồn thu nhập cho hộ gia đình cũng như tạo công an việc làm cho lao động trong thôn. Đại diện các sở ngành liên quan cũng giải đáp thỏa đáng các kiến nghị đề xuất của đảng viên thôn đông, đồng thời thông tin làm rõ và hướng dẫn áp dụng về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ các tiêu chí. Phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nhấn mạnh thôn đông xã phú đa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội nhất là phát triển theo hướng làng du lịch với quan điểm nhất quán xuyên suốt từ tỉnh đến xã là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng chính quyền đảng viên trong thôn quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu đến với toàn thể nhân dân, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong cấp ủy, để có sự lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, để mọi người dân hiểu biết về chủ trương cơ chế chính sách hỗ trợ, coi việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là việc của chính mình, chính gia đình mình từ đó phát huy nội lực trong nhân dân. Triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là công việc khó, vì vậy đòi hỏi phải có sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ đảng viên, lãnh đạo triển khai 14 tiêu chí và 16 cơ chế chính sách hỗ trợ đến được với người dân, để nhân dân hiểu được tỉnh đang quan tâm, chăm lo thiết thực cho đời sống hỗ trợ sinh kế để người dân được thụ hưởng. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy tin tưởng rằng, từ sự nỗ lực vào cuộc của từng cán bộ đảng viên cùng sự đồng lòng thấu hiểu, chia sẻ của nhân dân sẽ phát huy cao nhất được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, qua đó nhất định sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong công cuộc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Đông, xã Phú Đa cũng như trên địa bàn tỉnh.